quan hệ vô cùng đặc biệt giữa nam em và đàn anh ca sĩ Nguyên Vũ. Sau thời gian tích góp làm từ việc ca hát và đóng phim, ca sĩ Nguyên Vũ quyết tâm chơi lớn với việc khai trương tụ điểm giải trí đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là sự xuất hiện của Hoa Khôi Nam Em đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ khi vừa xuất hiện, Nam Em đã gây sốt vì hình ảnh quá đẹp. Nam Em thử sức với trang phục gợi cảm màu đen tuyền. Cô đến mừng cho Nguyên Vũ lên chức ông chủ. Hàng loạt ngôi sao trong làng giải trí đến chung vui và chúc mừng ca sĩ Nguyên Vũ lên chức ông chủ, như nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Quách Tuấn Du, Nguyên Vũ. Đặc biệt, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Lệ Nam Em dù bận rộn với công việc nhưng cũng dành thời gian đến chúc mừng Nguyên Vũ. Chiếc váy xẻ sâu khoe vòng một đầy đặn của người đẹp khiến cô trở nên gợi cảm thu hút. Cô cũng không ngần ngại kể lại những kỷ niệm cũng như ấn tượng về bản thân về ca sĩ Nguyên Vũ. Nguyên Vũ là một người anh, một tiền bối trong nghề. Nguyên Vũ rất quan tâm đến Nam Em. Anh đặc biệt khen nhan sắc của Nam Em như một nữ thần. Được biết, ngoài Nguyên Vũ, rất nhiều đàn anh trong nghề cũng quan tâm đặc biệt đến Nam Em bởi cô có một ngoại hình vô cùng trong sáng và một tâm hồn thơ ngây. Chẳng những Nguyên Vũ mà Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Tấn Lực và rất nhiều những đàn anh khác cũng đều dành tình cảm đặc biệt cho cô Hoa Khôi xinh đẹp này. Sau đây là nội dung.